Ôi, chào anh em, mình là Ngọc Long. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn anh em làm cái màu gọi là màu vintage, màu đường phố ban đêm. Nó sẽ có cái hiệu ứng sức sướt một chút, nó nhìn nó sẽ kiểu tâm trạng đó. Thì ở đây thì mình có làm sẵn rồi, mình sẽ để start tốc và cái hiệu ứng sức sướt này ở dưới phần mô tả nhé. Anh em có thể tải về và vọc theo nhé. Ở đây nó sẽ ra. Đây là mình không để hiệu ứng này. Còn đây là tấm hình. Đó, đây là tấm hình mình để hiệu ứng này. Đó. Đây là tấm không này. Đó. Thì đây, start tốc mình để đây. Ok nhá. Thì ở đây mình sẽ tốc này mình chụp vào buổi tối đó, thì khẩu độ là mình mở khá to đấy, vì con này của mình là 1.4 thì mình mở 1.6 này, tốc mình để 160 này, mình đã có IS mình để thấp thấp một tí không sao, ISO mình để 800 nhá. Mình chụp thì có đèn dọi ở phía trước nhá, có cái đèn dọi của Yanglua đó, thì mình phải đèn dọi ở trước mặt rồi. Ok, ở đây thì tấm hình của mình nó đang bị hơi vàng vàng đỏ đỏ đó, kiểu là mình tăng ISO cao ấy thì cái ảnh nó sẽ bị kiểu như nó vàng vàng đó, mà chất của color thì nó cũng ám hơi đỏ đỏ nữa đấy. Thì hướng nam thì mình sẽ làm cái màu nó kiểu trầm trầm xuống giống kiểu màu phim ấy, cho nên là mình sẽ kéo cái mấy cái kênh ở tung cover này đó, kênh màu của tung cover này, nhưng mà khi mình vẫn làm ấy thì mình sẽ kéo theo kiểu hình chữ S, mình nắn lại tí ánh sáng tí đã. Ở đây cho cái cút tầm đi. Ok, sáng lên tí. Rồi. Ok. Tiếp theo mình vào kênh red này. Đó, như mọi khi này, mình lại nắn hình chữ S này. Lại hình chữ S thôi các bạn ơi. Đó. Các bạn nào xem kênh của mình rồi thì biết là mình kéo màu phim hay là màu kiểu cảm xúc tâm trạng là mình hay mình kéo mấy cái màu tâm trạng là mình hay kéo mấy cái màu này theo hình chữ S nó sậm sậm, xong rồi mình vào mình trừ màu đó, mình hay làm theo kiểu như thế. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào basic, mình trừ những độ K đi, nó hơi vàng quá. Giờ này ai nhắn tin không biết. Rồi, mình sẽ giảm highlight xuống cho đỡ cháy cái vùng mặt nhé. Rồi, của ai giảm xuống này. Tăng cái màu shutdown lên đó, clarity mình giảm nhẹ một tí thôi, đang gai hơi gai hình rồi. Saturation thì mình sẽ giảm xuống một tí và mình giảm nhẹ một tí thôi, giảm để cho nó đỡ đậm. Rồi, tiếp đến tăng led lên tí này. Rồi, khử loại màu rồi. Cái này khử loại màu nhé. Rồi, vào đến Waste Tonation đi. Waste Tonation thì mình sẽ
cho cái màu da cam lên tí. Rồi, cam lên tí. Đây mình cho cam lên. Cho cái cam cam một tí. Ok. Màu vàng này, nó đang là màu vàng thì mình sẽ cho về màu xanh đi. Bách nó à, mấy cả mặt nó hơi ám vàng mình sẽ cho về màu xanh đi. Rồi, mình đẩy sang xanh. Đẩy sang xanh này. Đó, thì nó sẽ đỡ vàng hơn một chút thôi. Ok, vào đến saturation này. Saturation thì ở đây bước này mình sẽ trừ màu, trừ tất cả các màu xuống. Trừ này, mình sẽ trừ màu đỏ, trừ màu cam nhiều đi tí này. Rồi, màu vàng thì mình sẽ trừ nhiều hơn này. Đó, tại vì cái màu vàng nó đang bị ám rất nhiều. Đó. Xanh vào đây mình để sang trừ gì. Trừ hết cái màu đi tí, nó nhẹ xuống. Rồi, ở lumen nhá. Nô miền là mình sẽ để sậm cái màu đỏ lên này, cái màu môi này. Rồi, da mình sẽ cho sáng lên tí này. Đó. Thì ở đây đen đâu sáng lên một chút. Rồi, mấy cái màu này thực ra nó không ảnh hưởng lắm đâu. Nó chỉ ảnh hưởng đến cái bokeh thôi. Đó. Và thấy không? Cái bokeh này màu xanh này. Mình giảm xuống nó sẽ bị kiểu như là nó chết màu. Đó, mình giảm vừa thôi để lại cái màu xanh một tí. Đó. Bokeh màu mà. Rồi. Thì đây mình thấy nó vẫn hơi vàng một chút, mình giảm nhiệt độ tí. Ok, tăng sáng. Ok rồi đấy, nhìn khá đã là kiểu cảm xúc rồi đấy. Đó, và theo nhìn nó cảm xúc chưa. Ok thì mình sẽ xuất ra Photoshop này. Đây, các bạn có thể lưu lại cái body set này, mình lưu lại màu Luffy. Màu này kéo đơn giản mà vì chụp nó cái góc này mình sẽ bố cục lại một tí nhá, đang hơi lệch cái góc mặt tí này. Rồi ở đây mình sẽ dùng công cụ này, Magic Tool này, M tắt là M này, mình hay dùng phím tắt là M. Rồi ok, quẹt cái này, Ctrl T này, giữ Shift này, kéo ra này. Ok. Đó. Vậy là mình đã cái bố cục chính diện. Chụp khi mình chụp nó không được chính diện cho lắm thì mình có thể cúp lại rồi chính diện. Rồi, ở đây thì mình sẽ còn một cái bước quan trọng nữa là cái màu phim này thì thường nó sẽ có noise. Vậy mình quên mình chưa đổi noise nhá. Rồi, ok. Anh em có thể vào đây. Mình thì thay đổi noise bằng cái noise màu ở ngoài. Nhưng có thể anh em có thể vào đây, vào effect này, vào đây này, tăng hạt noise này, đó, tăng hạt lên noise noise này, đó thì nó sẽ cảm xúc hơn, đó nhìn nó tâm trạng, rồi, đó anh em có thể tăng như thế, hoặc là đây anh em có thể lấy một cái tấm tấm phim này, nó đổ vào đây này, lọc lên này. Mình không thích tăng vào cái kia, mình tăng vào cái này đều được. Đó, mình tăng loi này, tạo loi rõ chỗ shop line này. Đó, anh em có thể lên mạng search là cái grain. Đó. Rồi, da thì làm ở đây thì không có phải làm da đâu, còn nhưng ra vừa lấy chạy mịn qua tí thì đẹp hơn. Chạy mịn qua xong rồi đổ loài lên sẽ đẹp hơn. Ok, mình sẽ ấn bot này. Ok. Anh em có thắc mắc gì thì, hay là có câu hỏi gì thì cứ comment dưới phần mô tả dưới video nhé. Comment dưới video mình xem mình trả lời hết rồi. Hay cần gì thì em cứ comment đấy, mình sẽ gửi cho.
lại phải thắt đầu cân tí. Rồi, đây là bước này là tương đối ok rồi này. Mình sẽ làm đổ cái bức xước này. Ở đây thì mình có để một tấm hình xước xước sẵn đó, thì anh em có thể tải về, mình có để thấy phần mô tả đấy nhá, cả sắt tốc nhá, có Ctrl A Ctrl C vào này, rồi paste nó vào trong hình này. Rồi chọn chế độ hóa chọn skin cho mình, skin này. Đó, ở chỗ này để tầm 70% thôi, nhẹ nhẹ thôi. Rồi phủ một cái layer mask này cho mình, đó, để blur, để bằng nước màu đen nhé, màu đen lên trước nhé, xóa đi những cái vùng mình không muốn lấy này. Đấy, để tầm 5% này. Đang để biệt cây. Đó. Đó, thì mình sẽ để, đó, mình sẽ để cái xuất xước ở dưới đó. Đó, thế là mình đã hoàn thành tấm ảnh rồi. Thêm chữ ký vào. Đó. Nhìn nó ra buồn buồn kiểu cảm xúc này. Ở đây cái bokeh nó hơi cháy tí này, mình khoanh vùng này. Giảm xuống cho nên lại bokeh thì ok rồi đấy, vậy là đã xong tấm hình rồi đó, anh em có thể về chụp setup và làm theo đây, nó đơn giản thôi mà, chỉ cần có một con len mở khẩu tốt một chút thì anh em sẽ lấy được cái bokeh tương đối tiêu cự, tầm 85 trở lên thì là ok, bokeh nó sẽ rất đẹp, 50 thì nó hơi hạn hẹp, còn 35 thì bokeh nó nhỏ, nó không được to tròn như kiểu 85 hay là 70-200. 70-200 điệu tiêu cự nên là bokeh lên đẹp, hoặc là 135 nhá, 135 lên đẹp. Đây của mình là 85, 85 lên thì nó kiểu tròn tròn bắt. Rồi ok, vậy là video hướng dẫn của mình đã kết thúc. Tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ ấn like và subscribe kênh cho mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.